Với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hiện 60 mặt hàng nông sản các loại của tỉnh Sơn La đã được trưng bày thường xuyên trên hệ thống 18 siêu thị tại một số tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, tại hệ thống siêu thị Big C, sản lượng tiêu thụ nông sản của Sơn La luôn đạt mức tăng trưởng gấp 20 lần, thậm chí có những mặt hàng tăng 80 lần một năm. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng với sự cố gắng của các cơ quan chức năng, tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2021 được tổ chức tại siêu thị Big C Hà Nội đã thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp với 24 gian hàng, mang những sản phẩm đặc trưng đến với người dân thủ đô. Tiếp nối thành công của các hoạt động xúc tiến thương mại những năm trước, chương trình lần này đã góp phần kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ, đặc biệt là hỗ trợ những sản phẩm nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo thống kê, năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Sơn La đạt trên 150 triệu đô la Mỹ. Một số mặt hàng không xuất khẩu do dịch bệnh đã nhanh chóng được đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và chuyển sang chế biến sâu, đã giúp cho nông sản của Sơn La không bị ùn ứ cục bộ. Trên cơ sở này, lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng nông sản, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trên diện rộng, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử nhằm góp phần tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản một cách bền vững.